Con nghe pháp hoặc đọc kinh tự nhiên tâm con cứ khởi lên một cái gì đó thúc đẩy con ngừng nghe đi, đừng đọc đi. Thì thưa với quý vị đó, đó là chúng ta ở sống bất thiện quen rồi, cái đà bất thiện quen rồi, cho nên là khi chúng ta sống thiện nó sẽ phản ứng, nói chuyện đương nhiên. Giống như ở trong Kinh Pháp Cú đó là Đức Thế Tôn nói tâm con người nó quen theo các dục rồi, cho nên khi mà nó giống như con cá mà bị vớt lên trên bờ, nó sẽ vùng vẫy như thế nào, thì một người khi mà trên con đường thực hành ly dục họ sẽ khó khăn đến như thế đó. Cái chuyện mà quý vị đọc kinh rồi quý vị giữ giới mà nó trở ngại đó là chuyện đương nhiên, tại vì mình đã quen với sự bất thiện rồi nha. Bây giờ mình thiện nó khó lắm, không tin á. Bây giờ quý vị hôm nào quý vị nguyện là ngày hôm nay tôi sẽ giữ tròn năm giới rồi để xem coi là nó thử thách cho quý vị thấy. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và cái cách đó, đó là rải tâm từ. Thứ nhất là mình ráng mình thực hành các cái pháp thiện. Cái thứ hai á, là mình ráng rải tâm từ, thực hành tâm từ, bởi vì tâm từ nó có cái đặc tính là nó mát mẻ, nó sẽ làm cho tâm mình nó trở nên mát mẻ hơn. Và hơn nữa đó, ở đây quý vị nói là nghe pháp đọc kinh thì có thể là tâm quý vị nó còn sơ cứng. Khi mà tâm mình sơ cứng thì mình rất là khó để mà nhu nhuyễn để mà nghe những cái lời dạy trong kinh. Nó giống như cái cơm của mình mà cái nồi cơm điện mà nó cơm nó bị dính dính cứng ngắc ở trong cái nồi cơm mà mình không thể nào mình lấy cái cây mình ráng mình nại cho nó ra được. Mà cái người thông minh là họ ngâm ngâm nước đó, nó mềm ra thì tự nhiên là nó bong tróc dễ dàng thôi. Tâm quý vị cũng vậy, nó cần được mềm mại hơn. Mà cái sự mềm mại hơn ở đây ở trong kinh tạng đó là gì? Đó là hệ nỗ lực bố thí. Cái chuyện bố thí nó làm cho tâm của quý vị trở nên mềm mại. Khi tâm quý vị trở nên mềm mại thì nó sẽ dễ sử dụng hơn. Không biết là hai sư có ý kiến gì không? Xin tôi có ý kiến không? Đúng đúng rồi, con này là cũng giống tương tự câu trước mà để Đức Thanh Tại kêu bằng là bổ Dạ sung xin. thêm khá đầy đủ À rồi. rồi. Để chuyện chút xíu thôi. Đây bạn hỏi là cái bạn này bạn hỏi là tại sao mỗi lần con nghe thì nó có cái tâm muốn nhìn muốn nghe thì tại sao thì mình tự hỏi mình chứ hỏi sư sư biết cả. Sư đâu có thần thông đâu, ta thần thông đâu mà biết tâm ta. Nhưng ở đây bắt mạch bắt mạch thì tại làm biến, tại làm biến đơn giản thôi. Ví dụ một đứa trẻ đây, một đứa con nít, một đứa học sinh tiểu học và trung học, nó sẽ ham ham đi chơi điện tử, đi đá banh hơn là đó là chuyện bình thường. Nhưng mà tại sao nó một đứa cũng ham đi chơi, ham chơi điện tử, đá banh, nhưng mà nó vẫn cố gắng, nó ngồi nó học được, là cái tinh tấn nó cao, cái tinh tấn, cái nỗ lực. Với lại nó có một điều nữa là nó biết, nó hiểu rằng với cái sự ngồi đây đánh đổi lại là cái điểm 10. Thì khi mà mình thực ra là tôi sư mấy sư á, nhiều khi sư cũng làm biết đạo là cuốn sách và đọc mấy chữ muốn đi ngủ, nhưng ở đây á nó đổi lại cái gì, đổi lại cái gì, đổi lại cái si mê. Thì khi mà mình sư bị cái tâm đó, đó gồng lên, gắng gồng chút, gắng gồng chút. Và thứ nhất là chơi cái phương pháp gọi là kéo dài thời gian, là gia hợp đồng, có nghĩa là thôi tự nói với mình đó, tự nói với mình đó, thôi ráng đọc thêm 5 phút nữa, ráng nghe thêm 5 phút nữa đi rồi muốn ngủ ngủ, mình gia hạn hoài, từ từ mốt mình kéo dài cái thời gian, là biên cái thời gian mà gắn bó với kinh điển mình nên lâu hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Em có Bali ha, học đọc mấy lần chưa kịp nhớ nữa là muốn quăng cái điện thoại ra rồi, quăng cuốn tập ra để làm chuyện khác rồi. Nhưng mà thôi gán đọc thêm 10 lần nữa đi, thì chính cái gán đó nó kéo dài từ 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 từ, nó kéo dài cái thời gian gắn, mình biết mình mốt mình quen. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là mình phải có cái gì đánh đổi, ví dụ như mình phải nghĩ, mình phải nghĩ mình nghe gì mình học như vậy nè, để mới mốt mình dốt Phật pháp lên, nếu không mình dốt bây giờ ông sư mà dốt thì mốt lớn hạ ra có cái gì. Ví dụ mình nghĩ như vậy
thì nó sẽ là tránh tư duy để mình nỗ lực hơn. Cái đứa con á mình, nhưng mà như hồi nãy câu chuyện cái ví dụ đứa bé cái trường ham ra ngoài cái là ham cái chuyện đá banh chơi game hơn cái chuyện điểm 10 là cái cân nặng, mỗi lần cái cân cân cái kia nó nặng hơn là đi chơi, mà cái điểm 10 nó nặng hơn là đi học vậy thôi. Thì cũng vậy, giữa cái chuyện mà mình học để mình được cái những cái lợi ích về học hiểu chánh pháp, cái nào nó nặng hơn cái chuyện mình đi ngủ, mình buông mình nghỉ thì mình sẽ chọn, nó sẽ các cái gọi là còn đó, ví dụ như thật ra là những cái khác mà ví dụ như bây giờ mình có khởi cái tâm lên muốn nhảy xuống sông mình có nhảy không? Thật ra là mình biết nhảy sông lạnh nước thì trước nhiên là ở đây cái lợi ích nó quyết định. Tất nhiên ngồi học kinh ngồi nghe pháp nó ngàn, nhiều khi mình mới ban đầu mình vô cái pháp mình nghe mình không có đam mê, ví dụ khi mà sẽ nghe Sư Giác Nguyên giảng chẳng hạn một bài kinh trời, nghe nó đã luôn á, đã quá, nó càng ngày nó càng sáng thì tự nhiên mình mê. Còn mà mình nghe mà mình không hiểu cái mình nản lắm. Thì ở đây nó còn có một đặc điểm nữa là một cái chuyện nữa là mình coi cái những cái gì mình nghe mình học đó, bài kinh đó, cái kinh đó mình đọc hay là cái pháp đó mình nghe đó, nó có phù hợp với trình độ mình không hay là giảng cho trời mình ngồi ngáp đó. Rồi còn một cái điểm nữa là khi mà nó thúc đẩy mình ngừng nghe đi á, tại mình nghe nó trên đời này không có ai mà làm cho mình quyết định làm cái gì bằng bản thân mình. Có tại sao mình nghĩ cái tại sao mình phải nghe, thì cái tâm thúc đẩy lên, tới khi mình ngừng đi thì mình đừng có ngừng, mình cứ giống như mình có một cái như mà ngông đó, mình chơi ngông đó, nghĩa là mày cho tao ngừng tao cảm ngừng đó, mày làm gì tao, nghĩa là mình nghĩ lại như vậy luôn, mình nghĩ lại như vậy luôn, rồi mình chống đối với cái tâm đó đi. Chứ còn mà nó kêu sao mình nghe vậy, mình là học trò ngoan quá, trò ngoan quá, vậy một ngày nào đó tâm nó khởi lên cái tâm tào lao là kêu mình thấy cái xong cái mình kêu mình nhảy xuống tự tử, mình làm nhảy xuống theo, mình không nhảy là tại vì mình ý thức được nhảy xuống chết, cái gì có lợi bản thân tự nhiên mình sẽ làm nhiều cũng vậy thôi. Cái chuyện mà mình cầm điện thoại mình coi Facebook mình lên mạng mình chơi game hoặc là mình đi ngủ nó sẽ khoái hơn là cái chuyện mình nghe pháp, là do mình phải làm sao đó cho cái chuyện học hành nó là một cái món ăn đặc trưng hàng ngày, mình thiếu là mình chịu không nổi, thiếu chịu nổi, giống như hàng ngày uống cà phê thiếu thiếu ly cà phê là nó tần thật, cái gì cũng vậy, ngày mà thiếu đọc kinh nghe pháp chút đỉnh là nó làm như nó con người mình nó thiếu cái gì đi, làm một cái là mình một hành động một cái thói quen. Còn khi mà mình đụng tới kinh điển là mình ngáp là thôi mình coi lệ bản thân mình nha, sao giờ có thể là mình nãy nói đó, có thể là mình cái gì mình xem đó mình nghe đó nó quá đi cái tầm khả năng của mình, cái tầm kiến thức của mình, cho nên mình nghe mình không ngộ không hiểu. Cái chuyện mà mình đi học ở đó sẽ đi học môn toán thì cũng khá khá, cái bài toán nó biết làm hiểu làm được, nhưng mà để đó là biết làm đó rồi sao, cái chuyện mà mình làm được mình nghe mình thích thú á, sư rất là thích tập môn toán, mà đợi vô mà 15 phút kiểm tra đầu bài, 15 phút nữa để mà giờ 15 phút đầu giờ đó mới vô tiết đâu, mới ngồi quẹt quẹt làm, nó là biết tới cái mức như vậy. Cho nên á, cái mình không tới được có nghĩa là mình nghe không hiểu, mình nản, mình làm biếng đã đặt, cái mình hiểu mình nghe mình thích luôn mình còn làm biếng luôn á, thì cái này là nó đòi hỏi mình phải có cái sự tự xách tấn bản thân mình lên, chứ không có ai giúp được mình cả. Họ đừng hỏi tại sao, mà đừng hỏi tại sao mà phải hỏi hỏi bản thân mình tại sao tôi làm biếng. Mời xem tại chúng tôi gì đó. Thôi thôi qua câu khác. Quá luôn hả? Ừ.